rồi, dòng rửa xe thì quá quen thuộc cho anh em. Vậy nếu như mà những anh em đang cần một con máy rửa xe mà kiếm ra tiền thì sẽ là mua một dòng sản phẩm như thế nào đây? Thì ở lại video của em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mình một dòng sản phẩm công nghiệp lớn dành cho những anh có công xưởng lớn hoặc là kiếm tiền nha. Máy rửa xe HP Đức 3500-230 này là công nghệ của Đức nha các anh chị ơi. Con này là cực kỳ đã luôn. Nhưng các anh chị không mua chị cũng phải xem cho biết giùm em nha. Mức độ bắn nghe rất là đã tai luôn và cực kỳ khủng nha. Máy chạy cực kỳ êm luôn. Bắn thử em. Đó anh chị thấy không? Máy chạy cực kỳ êm luôn nha. Chị cùng em tham khảo thông số của con máy này như thế nào ha. Đây, đét tông HP Đức 3500 nè, điện 220V, công suất sẽ là 3500W nè, 1450 vòng trên phút, tức là motor rạng tua nha, rất là bền luôn. Lượng nước sẽ là 50-230 nè, còn ấy là sẽ là 15 lít trên 1 phút nè. Hiện tại con máy này là công nghệ của Đức nha, nhưng mà được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc nè. Và con này có nút chỉnh áp lên tới hơn 230 giùm em nha. Đây, ở đây sẽ có một cái nút chỉnh áp như thế này và lên tới 230 cho mình luôn ha. Bắn đi cho nó chạy lên thử coi cái ấy này. Đây, hơn 230 luôn nha. Mọi người thấy hơn 230 luôn. Thì anh chị nhìn xem nha, nó sẽ có hai cái model nè. Một model sẽ là HP Đức 3500, một model sẽ là HP Đức 4500. Thì cái con mà em đang quay cho mọi người xem á, là con này 3500 giùm em nha. Đó, con này thì 3500. Còn cái con 4500 thì sẽ dùng điện 3 pha, con 3500 là dùng điện 1 pha giùm em nha. Còn 3500 nó sẽ có mức số là 55kg, size sẽ là size từ 81, 52, 63 nè. Thì tự hút cho anh em luôn, còn cái vòi lược là cực kỳ lớn luôn. Ống này anh em nhìn nha, ống là cực kỳ lớn cho các anh em mình luôn. Một con máy rất là xịn sò luôn nha, nghe tiếng máy rất là êm tai luôn. Anh chị nhìn nha, bây giờ em sẽ kêu một bạn test lên cái miếng gỗ như thế này thử xem như thế nào ha. Wow, cực kỳ đã luôn nha anh chị ơi, nghe rất là êm tai luôn đúng không ạ? Đó. Rồi rồi, đây anh chị thấy không, với một cái miếng gỗ rất là dày mà bắn được với cái mức độ đó là rất là sừng sò rồi nha. Chạy máy chạy thì cực kỳ êm luôn. Đặc biệt hơn nữa là dây dài 15m nha, dây cái dây xịt của nó giùm em nha. Đây, một cái dây xịt bố thép cực kỳ chắc chắn như thế này luôn, chà bá lửa luôn. Đó, anh chị nhìn coi thử giùm em thôi. Một cái dây bố thép mà gọi là cực kỳ to, cực kỳ bự như thế này luôn nha. Ở đây là có nút chỉnh áp cho các anh chị mình luôn. Đây, đồng hồ áp cho các anh chị mình coi nè. Đó, thì con này được một cái motor rất là to luôn nha. Nó có sử dụng dầu ngay đây nè. Đó, anh chị thấy không, có dầu ngay đây nha. Motor thì cực kỳ to luôn. Bánh xe thì cũng to chà bá lửa luôn nè anh chị. Đó, anh chị coi giúp em. Một con máy thiết kế nhìn rất là đã nha. Đây là con máy công nghiệp dành cho anh em xài để rửa xe chuyên công nghiệp giùm em nha. Và có tặng thêm một cái bình bọc tiết cực kỳ to luôn. Đây, đó, một cái bình bọc tiết anh em thấy không, cực kỳ to và khủng luôn nha. Rồi, anh em lưu ý giúp em thêm một điều nữa là khi mình sử dụng bọc tiết á, thì bây giờ em sẽ gắn vào và hướng dẫn cho anh em khi mà sử dụng cái bình này như thế nào nha. Thì bây giờ em sẽ nhờ một bạn gọi là xịt tiết thử cho các anh em xem, và bây giờ em sẽ giảm áp xuống trước khi xịt nha. Đây, đây, đó, mình giảm áp xuống trước khi xịt để máy không bị ngắt nha. Nếu như các anh em mình để áp cao quá thì máy sẽ tự động ngắt hơn. Rồi, bây giờ xịt thử đi Thành ơi. Rồi, từ đây nha mấy anh chị ơi, bây giờ em sẽ giảm áp xuống để mình sử dụng bình xịt tiết nha. Tại vì khi mà anh chị để áp cao quá thì cái máy nó sẽ bị ngắt nha. Khi mình xịt tiết lưu ý giúp em điều này nha, mình phải giảm xuống giùm em ha. Đó, lưu ý giúp em là mình phải giảm áp xuống giùm em. Rồi, bây giờ test giùm đi Thành ơi. Đó, anh chị thấy không, cực kỳ đã luôn nha, xịt gọi là cực kỳ mượt luôn. Đó, anh chị thấy không, trời ơi phủ kính luôn, mượt quá trời luôn anh chị ơi. Máy rất là xịn sò, anh chị nghe tiếng máy nha, chạy rất là êm. Ở đây sẽ kèm theo cho các anh chị là 4 cái đầu bét nha. Đây, 1, 2, 3, đây một cái nữa nha anh chị. Đó, 4 cái đầu bét như thế này. Và bây giờ thì em sẽ sử dụng cái đầu bét 25 độ để đỡ đầu bét xoè.
test thử cho anh chị xem nó như thế nào nha. Wow, đó, anh chị thấy không, cực kỳ đã luôn. Một phát một là đẩy đi hết, rất là xịn sò luôn nha. Chị xem đi, trời ơi cái bét nhìn rất là đã luôn nha anh chị. Đây anh chị nghe tiếng máy giùm em nha. Đây, ồ ôi tiếng máy là gọi là cực kỳ êm luôn á anh chị. Quay cho anh chị xem nè, quá trời chưa. À anh chị coi nha, đổi bếp thì rất là đơn giản luôn, nghe hơi là biết nó mạnh rồi. Tuy là máy lớn nhưng là chạy rất là êm luôn nha. Bây giờ xịt nè. Đấy, xịt thử đi hả. Đó, anh chị thấy khủng không, rất là êm và rất là xịn sò cho các anh chị mình luôn ha. Rồi, ở đây sẽ có một cái bảng điều khiển như thế này. Nút màu đỏ sẽ là nút chế độ automatic giùm em nha. Khi chúng ta bóp còi á, còn mà khi chúng ta buông á thì còi thì máy sẽ tự tắt nha. Đó, chuẩn bị máy tắt nè. Đó, rồi chế độ thứ hai á sẽ là chế độ tự hồi giùm em nha. Tức là máy chạy xuyên suốt luôn, mano cho dù có buông có vặn đi chăng nữa thì máy vẫn chạy bình thường nha. Đó anh em thấy không, máy vẫn chạy rất là bình thường nha. Rồi thì đối với dòng máy này nha, với mức giá là 14.500.000 nha, các anh chị mà dùng hay chuyên dụng rửa xe công nghiệp á thì nên đầu tư nha. Máy chạy cực kỳ êm và cực kỳ đã luôn nha. Rồi thì nếu như anh chị có muốn trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thử á, có thể đến ngay tại 753 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để trải nghiệm ngay dòng sản phẩm cực đã này luôn nha. Hoặc anh chị có thêm nhu cầu nào nữa có thể liên hệ số hotline hoặc là để lại cho em một comment nha.